Dạ em xin phép kính chào anh chị ạ. Em tên là Định, ở Công Tâm, số điện thoại liên hệ là 0973 821 799. Thưa anh chị, hôm nay là ngày 23 tháng 5 năm 2021. Hôm nay thì anh em họ đi rừng về cũng được một số các cái loại phong lan, thì tụi em cũng làm cái video để kính giới thiệu đến anh chị, cũng rất là mong anh chị đã quan tâm ủng hộ. Em cảm ơn rất nhiều ạ. Thì hôm nay thì bao gồm các mặt hàng như sau ạ. Đầu tiên là cái kiếm này của anh chị. Cái kiếm này thì tất nhiên là cái mặt kho sơ số rồi. Tuy nhiên thì ở khu vực tụi em thì đa số là cái kiếm bicolor hay gọi đòn kiếm hai màu của anh chị. Cái dòng này thì người ta đã nhận diện là cái củ to này. Đó, và cái vòi hoa nó đứng, vòi hoa phát đứng của chị. Ví dụ như thế này. Củ nó rất là to thế này và vòi hoa phát đứng thế này. Người ta họ nhận diện là kiếm bicolor hay gọi là đòn kiếm hai màu ạ. Thì cái dòng này từ tụi em bán theo kg chị, 100.000 2 kg chị. Cái hàng này thì tụi em đã làm rất là sạch của chị. Nói chung là tụi em đã cắt tỉa những cái lá nó bị gãy dập do anh em họ khai thác và vận chuyển về. Và cái bộ rễ thì tụi em cũng đã làm rất là gọn như thế này. Đó. Nhưng mà hôm nay kiếm thêm giá rất là đẹp của chị. Thì tụi em bán 2 kg với giá là 100.000. Tiếp theo các loại khác như là cái phần miệng kính hay gọi là mật khẩu chị, và một cái loại lăng lạ. Thì cái này là cái mật khẩu chị hay gọi là miệng kính. Còn ở trong này như bữa trước tụi em bán hàng thì tụi em cũng tạm gọi là lăng lạ, tuy nhiên một số con chị góp ý là cái dòng của hồ điệp rừng, tuy nhiên thì không biết đúng hay sai con chị, một dòng của hồ điệp rừng thôi. Hồ điệp rừng nó cũng có mấy loại lận. Đây cái cuốn hoa như thế này, em nghĩ không phải hồ điệp rừng của anh chị. Nhưng tuy nhiên thì cũng có một số con chị góp ý là cái loại hồ điệp rừng. Thì cái phần nói chung cái loại loại lăng lạ này với lại cái mật khẩu thì nó tương 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 đương nha con chị, với một nửa mật khẩu, một nửa cái loại này. Thì một phần rất nhiều thế này tụi em bán với giá là 80.000 thôi. Xíu là tụi em sẽ quay kỹ hơn con chị. Tôi kia các cái phần dán hương tạm màu sắc ở khu vực chỗ em thì cái loại này hoa nó màu tím tím nâu anh chị, cũng tím tím nâu mà tím hơi hơi nâu vàng anh chị. Thì cái dòng này hoa rất là thơm, và cái dòng chuỗi hoa này, ví dụ như hiện tại nó đang cái nụ hoa như thế này con chị, hiện tại một số cây nó đang nụ hoa thế này. Thì một cái phần này là cây trung bình này, với giá 90.000 cũng khá là nhiều con chị. Và phần này là cây rất là khủng của chị, kích cỡ cũng gần 80 cm. Phần này thì cây nó lớn, rất là lớn hơn. Phần này thì với giá 200.000. Cây rất là lớn của chị. Tiếp theo cái bốn cái phần dáng thu. Dáng thu hay tụi em gọi là tiêu hương đỏ đó chị. Mỗi phần thì thế là 80.000. Mà tụi em cố gắng chia nhỏ nhỏ đó con chị là giờ sưu tầm. Có bốn phần đây, một phần 80.000. Tiếp theo cái phần Vanda này, Vanda đang nụ và ho của chị. Cái dòng này hoa nó cực kỳ thơm luôn. Vanda này con chị. Đó. Hoa dòng này rất là thơm ạ. Thì hôm nay tụi em cũng có 3 phần thế này, một phần 90.000, 2 phần này 120.000. Tiếp theo cái kiều cam mở gà của chị, bởi vì cái này thì nó cũng có khả năng số ra cái dòng mở gà. Thì nói chung thì cái mức giá thì tụi em sẽ cố gắng đưa về mức giá nó hợp lý nhất thôi. Thật ra tụi em cũng không có chạy theo giá rẻ của chị, bởi vì nếu tụi em bán rẻ thì chắc chắn thì mua anh em giá rẻ thì tụi em mới đã bán được rẻ. Thì tụi em cứ bán, thì nếu mà con chị thấy mức giá phù hợp thì cũng rất là mong con chị ủng hộ. Thì hôm nay thì nói chung là đắt rẻ thì tụi em cũng chưa chưa biết, tuy nhiên là hàng đảm bảo rất đẹp con chị. Đó. Kiều kiều cam này. Hay gọi là kiều kiều cam mở gà, bởi vì thân nó vuông, tuy nhiên vuông không có sắc cạnh. Và cái khu vực chỗ em thì ra kiều mở gà rất là nhiều con chị, tỷ lệ xác suất thôi, nói chung là tại khu vực thôi. Tuy nhiên thì cái này con chị cũng về số ho thôi. Thực ra này người ta họ ra cái cánh trắng hồng cam nhiều hơn. Em nói lúc nãy là nhiều là bởi vì cái khu vực thôi, khu vực nó dở ra cái mở gà thôi anh chị. Tụi em cũng bán thì cũng chưa chưa xác định được mở gà hay kiều cam, thì tụi em cũng bán giá theo theo theo, theo kiều cam thôi. Đó. Cũng có 6 phần kiều cam mở gà anh chị. Tiếp theo cái kiều cánh tua anh chị, hay gọi là hoàng thảo tua, hôm nay thì cũng có 4 5 phần gì đó, còn được con chị sưu tầm kiều kiều cánh tua này. Tiếp theo cái loại combo thì cũng khá là nhiều loại của anh chị, 160.000 bao gồm có
hoàng thảo lụa vàng, kỷ niệm và một số loại khác là xíu nữa tụi em cũng sẽ quay lại giới thiệu anh chị. Đây có một phần cầm báo, một phần cầm báo với giá 120.000, cũng rất là nhiều cây của anh chị. Tiếp theo cái hoàng thảo tam màu sắc, cái dòng này tầm thân thồng mà hoa màu tím của anh chị. Thì của anh chị sưu tầm loại này thì hoa cũng tương đối nó đẹp. Lưu ý cái dòng này của anh chị trong vào vị trí thoáng mát anh chị, mát để cho cây nó phát triển. Tiếp theo cái gói combo này, gói combo gồm có gấm Thượng Hải và cái Vanda của anh chị với giá 100.000. Gấm Thượng Hải chắc trồng được chậu và Vanda cây cỡ nhỏ. Thì có anh chị liên hệ đặt hàng thì có thể gọi trực tiếp đến cho em đến đầu số là 0973 821 799. Thì cái thưa anh chị, cái kênh tụi em phát vào lúc 7 giờ đến 7 rưỡi buổi tối của anh chị hàng ngày. Nhưng mà cửa hàng tụi em sẽ quay thưa anh chị. Thì cái mức giá tụi em báo trên video là chưa bao gồm cước phí vận chuyển. Cước phí vận chuyển tầm cỡ 35 đến 40 nghìn một đơn hàng. Thì con chị gộp nhiều đơn thì cước phí nó sẽ rẻ hơn. Tụi em gửi hàng bưu điện của chị, cước phí cũng rất là mềm thôi. Nói chung giảm hơn rất nhiều so với những cái lần trước. Thì tụi em đi vào cái kiếm trước con chị. Đầu tiên là cái kiếm tụi em bán có giá là 100.000 hai ký. Thì như lúc này tụi em đã mô tả thì cái kiếm này nói chung là cái nếu mà cái dây này thì nhận diện thì cái kiếm cái loại kiếm bicolor hay gọi đồng kiếm hai màu của anh chị. Bởi vì vừa hoa phát đứng và cái dây hành rất là to. Hôm nay thì cái phần nào nó cũng vậy thôi. Phần nào cũng cù rất là to anh chị. Đây. Phần nào cũng cù rất là to. Thì tụi em bán 2 kg với giá là 100.000. Kiếm cái bicolor hàng đồng kiếm hai màu. Tiếp theo cái mật khẩu hay miệng kính với dây lăng lạ thì lúc này tụi em đã mô tả rồi. Cái này tụi em lược qua 80.000 phần này gồm cả hai loại, một loại lăng lạ này và loại mật khẩu này. Thì 80.000 của chị vừa ghép được rất là nhiều của chị. Tiếp theo cái dáng hương loại này là hoa cực thời kỳ thơm luôn, 90.000. Phần này gồm có một cây này của chị. Tiếp theo cây số 2 đây, cây số 3 này. Cây số 3. Tiếp theo cây số 4. Cây số 4 mẹ con hiện tại đang nụ hoa thế này. Tiếp theo cây số 5 này. Cây số 6 này. Cây số 7 này. 8 cây này. 9 cây này. 10 cây này. 11, 12 cây, 13 cây của anh chị. Thì tụi em bán cũng giới thiệu từng cây cho anh chị tham khảo. Số 1 90.000. Tiếp theo cái dáng hương phần phần số 2 này, phần này kích cỡ cây rất là lớn của chị. Phần này với giá 200.000. Tụi em sẽ quay từng cây cho chị xem. Đây, cây này kích cỡ tầm cỡ 50 đến 60 cm. Hiện tại đang nụ hoa thì thì cái dòng này thì cái bằng lá rất là dày và cứng của chị. Cây số 1 này, kích cỡ tầm cỡ 5 đến 60 cm. Tiếp theo cái cây số 2 đây. Cái số 2 thì một mẹ và hai con như thế này của anh chị. Cái cây này kích cỡ thì tầm cỡ 80 cm. Tiếp theo cái cây số 3 đây. Cây số 3 thì kích cỡ tầm cỡ cũng 80 cm của anh chị. Gồm có một mẹ một con. Một mẹ một con thì kích cỡ nó tầm 80 cm và cái hình thức như thế này. Nụ vừa hoa thế này. Tiếp theo cái cây số 4 đó con chị. Cây số 4 cũng tầm cỡ 50 đến 60 cm. Thì một phần này với giá là 200.000. Cái phần dáng hương cây rất là lớn thế này con chị. Tiếp theo cái phần dáng thu. Phần dáng thu hôm nay tụi em có 4 phần, một phần tầm cỡ 6 7 cây con chị. Phần một phần 80.000. Thì con chị sưu tầm như thế này. Cái dòng này gồm có một cây này. Hai cây này. 3 cây ạ. 4 cây này. 5 cây ạ. Tiếp theo 6 cây này. 7 cây. Phần này 7 cây này. Với giá là 80.000. Tiếp theo cái dáng thu phần số 2 của anh chị cũng với giá 80.000 luôn. Gồm có là 1 cây ạ. Tiếp theo cây số 2 này, 3 này. 4 cây.
5 cây này, 6 cây này con chị, 6 cây này thì một phần thế này con chị trồng được chậu 80.000. Thì cái dáng thu phần số 3 này, phần này cũng 80.000, gồm có một cây này, tiếp qua số 2 này, cây số 2, số 3 này, 4 cây này, 5 cây này, 6 cây này, 6 cây này cũng với giá 80.000. Tới dáng thu phần số 4, phần này cũng với giá 80.000 luôn. Số 4 gồm có một cây, 2 cây này, tiếp qua số 3 này, số 4, 5 cây này và 6 cây. 6 cây này của chị giá là 80.000 số 4. Tiếp theo kia các cái phần Vanda, Vanda này cũng đang nụ và có mặt hoa rồi. Nói chung cái này thì hoa nó cực kỳ thơm luôn. Phần số 1 với giá là 90.000. Thì tụi em cũng sẽ quay từng cây để anh chị xem. Gồm có một cây ạ. Cái dòng này em thấy hoa nó khá là sai của chị và nó cũng hoa nó cũng dày hoa nữa. Gồm có một cây này. Tiếp theo cây số 2 cây này. Cây số 3 này. Đó. Tiếp cây số 4, cây số 5 này, cây số 6 này, cây số 7 này, cây số 8 này, số 9 này, số 10 này, 10 cây này, tiếp theo cây số 11 cây này, số 12 cây, số 13 cây. Phần một phần nói chung tụi em đã chọn kích cỡ nó đều riêng hết con chị, đều cái luôn con chị, vừa ghép chậu hạt do thì nó sẽ đều, nó đẹp. Vanda phần số 1 là 90.000. Tiếp theo cái Vanda phần số 2 này, số 2 thì kích cỡ cây nó lớn hơn chút, cũng đều cây luôn anh chị, 120.000 số phần Vanda số 2. Thì phần này bao gồm cả các cái cây như sau, cũng có một cây này, hoa thơm lắm anh chị, hai cây đây, tiếp theo cây số 3 này. Tiếp theo cây số 4 này. Tiếp theo cây số 5 này. Tiếp theo cây số 6 này. Tiếp theo cây số 7 này. Tiếp theo cây số 8 này. Số 9 này. Và 10 cây này anh chị. 10 cây nó đều riêng, chị cũng đều rất là đều của anh chị. Chủ yếu cây là xếp rất nhiều. 120.000 số 2. Tiếp theo cái Vanda phần số 3 này anh chị, phần này cũng mới giá 120.000, gồm có một cây này, mặt hoa đây anh chị, nâu, tuy nhiên là nâu kiểu không phải nâu bầm rồi anh chị, nâu nó cũng tương đối nó tươi này. Như thế này rất là tươi anh chị, gồm có một cây ạ. Tiếp theo cây số 2 này, cây 2 là mẹ con này. Một mẹ hai con. Tiếp theo cây số 3 này cũng một mẹ, cái mẹ này bị lõi xíu anh chị. Một mẹ và ba con của chị, một mẹ ba bốn con gì đó. Cái tiếp theo đây em thấy một cây tới 2-3 vòi hoa luôn của chị. Tiếp theo này thì cái phần này này, phần này với giá 120.000, kia Vanda phần số 3. Cái dòng này thì em thấy nó cũng rất là dễ trồng với đối với con chị xứ nóng. Tuy nhiên thì những cái dòng này thì con chị về trồng cố gắng giữ ẩm khỏi rụng lá của chị, đôi khi nó thiếu ẩm thì nó sẽ rụng lá chân thế này. Phần số 3 này với giá 120.000. Tiếp theo các cái phần kiều cam này, kiều cam có những đặc điểm nhận dạng mở gà của anh chị. So phần số 1 với giá 150.000 thì cái thân nó hơi vuông của chị, nó không có sức cạnh bằng lá như thế này. Thì vừa rồi tụi em cũng có trồng được một chậu nó số ra mở gà của chị. Nói chung thằng lá nó giống hệt như thế này luôn. Giống hệt như tụi em nhận diện thôi. Tuy nhiên con chị về số hoa nó tránh hơn ạ. Phần số 150.000 bao gồm có một dề này. Tiếp theo dề số 2 đây. Dề số 3 này. Dề số 4 này. Nói chung là đất rẻ như tụi em cũng chưa nắm rõ như lúc này tụi em đã mô tả. Tuy nhiên thì hàng rất đẹp con chị. 3 dề này, 4 dề này. 4 dây này với giá là 150.000, kiều cam số 1. Tiếp theo cái kiều cam phần số 2 này. Kiều cam phần số 2 này, với giá 160.000. Đây con chị. Phần cũng tương đối đẹp, gồm có này, 1 dây này. Tiếp theo dây số 2 đây. Dây số 2 con chị.
giờ số 3 này. Số 3 giờ số 4 này. À, giờ số 3 này. À, giờ số 4 này. À, con này với giá 160.000. Cái kiều cam phần số 2. Cái kiều cam phần số 3 đây. À, với giá là 140.000. Phần này của anh chị. À, gồm có một dề này. Tiếp theo giờ số 2 đây. À, giờ số 3 này. À, giờ số 4 này. Giờ số 5 này. Gồm 5 dề này của anh chị. Thì nói chung là những cái dòng này thì thân nó rất là chắc và mập thế này của anh chị. À, tụi em quay lại mấy cái phần kia tụi em chưa giới thiệu các cái thân, kích cỡ thân tương đối của anh chị. À, phần số 1 này. À, tiếp theo cái kiều cam phần số 4. À, phần số 4 này với giá là 120.000. Bao gồm cả một dề này. À, dề số 2 đây. À, dề số 3 này. À, dề số 4. À, dề số 5. À, dề số 6. À, 6 dề này giá 120.000. Cam phần số 4, tiếp theo kiều cam phần số 5. À, với giá là 130.000. À, gồm có một dề. À, tiếp theo dề số 2 đây. Số 3 này. À, số 4, à, số 5, số 6 này, 6 dây này của anh chị với giá là 130.000 kg phần số 5. Tức là kg phần số 6, phần này 130.000. Bao gồm có 1 dây ạ, 2 dây này, 3 dây này, 4 dây, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dây, 10, 11 dây ạ, tức là 12 dây này, 13 này, 14, 15, 16, tầm 16, 17 giây đó, một phần này, với giá là 130.000, kiều ca. Tiếp theo cái kiều cánh tua hay gọi là hòn thảo tua anh chị, dòng này hoa màu vàng, hoa cũng tương đối nó đẹp. Phần số 1, 150.000, phần này nghiêng một dề của anh chị, nghiêng dề này. Một đứa cũng có một số cô chú anh chị đặt, tuy nhiên thì nói chung là tụi em quay cái khung giờ cố định của anh chị, tầm 7 giờ tối tụi em quay thì con chị xem như thế này thì chọn thứ nhất là đẹp, xấu đắt rẻ thì con chị chọn nó hay hơn. Đôi khi tụi em gửi hàng đi con chị thì cũng không biết đắt rẻ đẹp xấu thì cũng rất là phiền con chị. À, phần số 1 150.000. À, thân thì rất là nhiều và nó cũng tương đối nó nhiều lá nè con chị, xanh tươi nữa. À, kiều cánh tua số 1 150.000. Nếu kiều cánh tua phần số 2 này. Phần này 120.000. À, em đã hai phần của chị so sánh. À, phần số 2 120.000. Phần này gồm có 1 dề này. À, tiếp theo giờ số 2 đây. À, giờ số 3 này. À, giờ số 4 này. À, giờ số 5. À, tiếp theo giờ số 6 này. 6 dề này với giá 120.000 của chị. À, kiều cam phần số 1, số 2 này. Tiếp em xin lỗi, kiều cánh tua số 2, tiếp là kiều cánh tua số 3 này, với giá 90.000. Gồm có 1 dề này. À, tiếp là giờ số 2 này. À, giờ số 3 này. À, giờ số 4 này. À, giờ số 5 này. À, giờ số 6 này. À, một phần 6 dề này với giá là 90.000. À, kiều cánh tua phần số 3. À, tiếp là kiều cánh tua phần số 4. Phần này cũng với giá là 90.000. À, bao gồm có 1 dề này. 2 dề này, 3 dề này, tiếp theo 4 dề, 5 dề, 5 dề này của anh chị, 5 dề này, bây giờ là 90.000, kiều cánh tua số 4, tiếp theo kiều cánh tua phần số 5, phần này là 70.000, phần này cũng khá là nhiều dề của anh chị, gồm 1 dề này, 2 dề này, nói chung là những cái dề nhỏ nhỏ đủ sức ho hết rồi của anh chị, của anh chị đều về trồng những chậu mini mà thích xâm xuê thì chọn những phần này để nó rẻ. 3, 4, tiếp theo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, vậy đó. Trong một phần này, với giá là 70.000. Còn chị về, nếu mà thích trồng chậu xâm xê thì có thể làm một chậu, hoặc là chia ra làm hai phần thế này thì được. Tiếp theo cái phần này cũng vậy, phần số kiểu con tua phần số 6 này cũng tương tự phần số 5 thôi, cũng khá là nhiều dề của anh chị. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dề, 8 dề, 9, 10,
11, 12, 13, 14, trong tầm gỡ 20 hay mấy giờ để con chị. À, số 6 bây giờ là 70.000. Đây cái kia một phần gồm có hai loại con chị. Cái Vanda và gấm Thượng Hải, một phần là 100.000. Bao gồm có một phần gấm Thượng Hải đây. Cái dòng này hoa cũng đẹp lắm con chị. Gồm có một cây này. Tiếp theo cái số 2 này. Số 3 này. Số 4. Số 5, 6 cây con chị. 6 cây gấm Thượng Hải này. Cũng có thắt trong được một chậu con chị. Chậu vừa vừa thôi. Tiếp theo cái Vanda 1 còn 1 cây này. 2 cây này, 3 này, 4, 5, 6 cây này. 7 này, 8 cây Vanda. Con này với giá là 100.000. Con chị sưu tầm. Tiếp theo cái loại hoàng thảo tam màu sắc. Thì nói chung là tụi em đã phân loại con chị. Kích cỡ dài thì tụi em bắt đầu đó phần dài. Hàng vừa thì em đã dưa vừa. Và hàng ngắn để em ngắn để mục đích là con chị về trong chậu nó sẽ đều đẹp hơn. Tránh trường hợp là những cây dài thế này và cây ngắn thế kia thì nó mất thẩm mỹ của anh chị. Phần số 120.000. Kích cỡ này cũng khá là dài của anh chị. Nền gạch nhà em 40 cm thì kích cỡ này cũng tầm 80 của anh chị. Đây. Phần số 1 này, gồm có 1 dề này, 2 dề này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 dề này, 8, 9, 10, 1, 12 dề của anh chị. À, nói chung là một phần thế này của anh chị vào trong một chậu nó cũng xum xuê. À, hàng dài. À, số 120 ạ. Tiếp theo cái hoàng thảo tam sắc phần số 2 này. Con này với giá là 120.000 luôn. Bao gồm có 1 dề này, 2 dề này, 3 dề này, 4, 5, 6, 7, tiếp theo 8 dề này, 9, 10 này, 11, 12 dề này, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 dề. Một phần này con chị về một thời chia ra hai chậu ở trong phần số 220.000. Tiếp cái hoàng thảo tam sắc phần số 3. Phần này với giá 80.000 thôi. Phần này nó ngắn con chị, kích cỡ tầm gặp 2 đến 30 cm thôi, kích cỡ thế này. Phần này thì nói chung là khá nhiều rồi. Phần này tụi em bán với giá 80.000. Nói chung tính giờ nó hơi nhiều, nó hơi lâu mất thời gian của chị. Nói chung tụi em sẽ gửi đúng hàng của chị. Là chia ra hai chậu của chị. Hai chậu thế này với giá 80.000 thôi. Đó. Hai phần này với giá 80.000. Tiếp cái loại cầm báo của chị. Một phần duy nhất thôi với giá 80.000, 120.000 ạ. 120.000. Phần này hôm nay nó ít bị lỗi của chị. Gồm có một cây này. Nó cũng ít bị lỗi thôi. Lỗi thì dòng này cũng khó mà tránh khỏi lỗi được. Vì hàng rừng vận chuyển về nó cũng khó quá chị. Còn có một cây ạ. Tiếp cây số 2 này. Tiếp cây số 3 này. Cây số 4, số 5 này. Cây số 6 này. Tiếp theo số 7 này. Số 8 này. Số 9 này. 10 này. Số 11 này. Tiếp theo số 12 đây ạ. Số 13. Số 14 này. Số 15, 16 cây ạ. Gồm có 15, 16 cây. Nói chung một chậu cũng coi như trồng cũng khá xâm xuê ạ. Với giá 120.000. Tiếp theo cái gói combo này 160.000 của chị. Thì bao gồm có cái loại địa lan hạt đỉnh hồng này. Gồm có 1 dề này. Tiếp theo giờ số 2 đây. 2 dề hạt đỉnh hồng này của chị. Tiếp theo cái Vanda 1 cây này. 2 cây này. 3 cây này. Tiếp theo cái 1 dề hoàng thảo long nhãn một dề này. Tiếp theo kia nguyên một dề cái này là tóc tiên dề hạt vị nữa con chị. Hai cái cây lan nhện. Tiếp theo là cái loại môi chim bắp rem còn có một cây này, hai cây này, ba cây này. Và cái loại này tụi em cũng chưa nhớ ra cái tên, rất là nhiều con chị. Trong một chậu làm cảnh thì loại này cũng rất hay, loại này cũng lan con chị. Và cái hoàng thảo lụa vàng này. Gồm có 1 dề này, 2 dề lụa vàng này, 3 dề lụa vàng này, 4 dề lụa vàng này, 5 dề lụa vàng này, 6 dề lụa vàng này, hoàng thảo lụa vàng,
À, tiếp là cái kim điều xuân cũng khá là nhiều của anh chị, cũng có 1 dề này, 2 dề, 3 này, 4, 5, 6 này, 7, 8, 9, 10 dề, 10 dề kim bây giờ kiểu kiểu cam nhỏ nhỏ xíu này, này anh chị. Thì gói combo này với giá là 160.000. Thì hôm nay bên em cũng có tương đối một số các cái mặt hàng thì làm tụi em làm cái video để giới thiệu đến cô chị, cũng chân thành cảm ơn cô chị đã quan tâm theo dõi ạ. Em cảm ơn rất nhiều ạ.